Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là đầu tuần nữa rồi. Thật sự ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm nhanh quá các bạn hả? Cũng như thường lệ, trước tiên hết em xin mời quý vị khán giả cũng như các cô chú bác một miếng cà phê nhé. Đây, cà phê này có bỏ kem vô nữa cho nên nó hơi béo tí xíu. Em cũng cảm ơn những tấm lòng của mấy anh chị đã có lòng mời em đi uống cà phê khi mà về tới Việt Nam. Thì nhất định sẽ có dịp chúng ta sẽ ngồi chung với nhau để mà uống những ly cà phê, để mà giao lưu với nhau nha. Thì hôm nay là thứ hai rồi. Thứ hai phải không? Đúng rồi, thứ hai ngày năm Tây. Thì hôm qua sau khi mà em làm một cái clip về manh mối về cái vụ án của Giang Phan Phúc này đó các bạn, thì có một số người đã cung cấp cho em một số tài liệu rồi và một số thông tin rất là hữu ích, thì sau này em sẽ chia sẻ sau nhé. Và cũng có một người nói em rằng là cái ba anh mà Lê Tấn Thông này đó, khi mà bị xảy ra tai nạn đó thì hình như bị nát óc ghê quá các bạn. Nhưng mà nó như thế này, nếu như một chiếc xe tải chở hàng đó mà đậu ngay đó mà xe Honda mà tông vô thì nó chỉ ngã xuống như vậy nè, mà lúc đó bữa tối nữa thì chắc chắn là không có chạy nhanh, tốc độ là sẽ không thể nhanh. Nếu như mà chạy nhanh á thì rằng bên công an đã cũng cho biết thêm một chiếc chi tiết đó, nhưng mà không có thấy gì hết. Nhưng mà ốc giống như có một cái phần ngã báo này đây đã nói là chị Linh là ngồi chung với xe của anh Lê anh Thông này chết đó nha các bạn, bị dập não bên trái, cho nên chứng tỏ cái người mà nói rằng mà hình như là một nhân chứng nói rằng là lúc đó ốc bị văng ra. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì mình chạy xe thì mình phải đeo nón bảo hiểm đúng không các bạn? Thì nếu như mình tông mà mình rớt xuống bình thường như vậy đó thì làm sao mà óc văng ra được các bạn. Cho nên chứng tỏ rằng cái anh mà Giang Lương Lẹo, Giang Phản Phúc này là người có khả năng đã gây ra cái tai nạn này, rồi sau đó chạy xe lên lề đậu trên đó, rồi lúc đó công an rồi mới tới làm ấy, làm giấy tờ thì nói rằng là xe đậu ở đó. Cho nên các bạn cũng thấy những cái tình thế như bây giờ đó, như anh ta đã lương lẹo xảo trá như thế nào đó, đổi hết trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Các bạn thấy không? Lúc trước á, hắn nói là thầy ông nội là không có khả năng có con. Bây giờ nói là cấy tinh trùng. À, các bạn thấy chưa, đổi trắng thành đen. Cho nên cái vụ án này, anh Lê Tấn Thông này chết rất là oan. Các bạn nghĩ sao? Ảnh có thể có khả năng là lúc ảnh chạy xuống như vậy nè, thì tông ra hai xe va chạm với là tông và cán chết người ta. Cái đó là cái khả năng nha các bạn. Cán chết người ta và lúc đó chạy lên lề đậu đó đổ thừa rằng là ảnh lại quay trái vào cái xe người ta tông vô xe của ảnh. Nhưng các bạn có biết không, em kể cho các bạn nghe cái chuyện này là chuyện thật 100% nha. Một kỳ em ở Việt Nam, em không nhớ rõ là năm nào, hình như là 2019 mới đây nè, hay là 18 gì đó. Thì ở trên đường Nguyễn Kiệm chỗ Phú Nhuận đó các bạn, lúc mà chiếc xe chở em đi đó là xe đó là hình như là xe Grab, hình như thời điểm đó là hết Uber rồi, em đi bằng Grab. Thì lúc đó đó em chạy tới, không phải em chạy mà tài xế chạy lố cái đường mà để rồi dễ trái ra các bạn, thì xe vô tình thắng lợi dê lại chỉ có mấy mét thôi, mà cảnh sát giao thông ở sau đi lên á phạt cho anh ta tiền hình như hiện là vài trăm ngàn á, em quên rồi, mà mình chạy đẻo lố rồi thì mình không được dê xe lại, cũng là phạm giao thông. Và có một kỳ có một người chở em cũng dễ trái vô cái tình trạng giống như mà của anh Giang Phản Phúc này đó. Tại vì các bạn biết đó, ở đường ở những có những cái con đường đó, họ để những cái con lươn chính giữa
những cái con lún gọi là con lươn phải không? Cái cục trắng 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 giữa đó gọi là con lươn trắng giữa phải không các bạn? Thì cái lươn nó dài như vậy nè, thì mình chạy 2 kiểu như vậy phải không? Thì mình cần phải quẹo trái bên đây. Nhưng mà nếu như mà cái chỗ này cái lươn nó đang mở đường nè, nếu như mà mình không đâm thẳng vô quẹo trái, mình chạy tà tà vô đó đó, thì mình sẽ đi sẵn qua luôn cái con lươn, mình phải phải vòng lại thì nó rất là xa. Cho nên lúc đó đó chỉ cách có mấy căn, lúc mà vòng qua trái dĩa trái vô đó đi mấy căn thôi, cũng bị giao thông, cảnh sát giao thông tớ mà phạt, mà giam giữ cái bằng lái, là phải lên cái chỗ đó, chỗ phường gì đó để lấy lại cái bằng lái. Thì các bạn nghĩ xem, anh ta quẹo dĩa trái như vậy đó không phạm luật sao? Chắc chắn là phạm luật rồi, cho nên anh ta mới bị phán phán rằng cái ngày 1 tây tháng 1 ngày năm 2020 tại phiên xét xử sơ thẩm đó các bạn. Hội đồng xét xử đó ở huyện Càng Long ở tỉnh Trà Vinh đã tuyên Nguyễn Giang 18 tháng tù rồi, đồng thời buộc bị cáo bồi thường dân sự số tiền hơn 258 triệu đồng cho hai nạn nhân. Và sau đó, và theo cáo trạng, khuya 22 tháng 11 năm 2018, Giang điều khiển ô tô tải biển số bla 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 lưu thông trên quốc lộ 53 đến đoạn thuộc ấp cây cách xã Bình Phú, huyện Càng Long, thì Giang có ý định thuê phòng ngủ. Tuy nhiên, do chạy qua khỏi nhà nghỉ, chạy lố luôn nha các bạn, chạy qua khỏi nhà nghỉ phải quành xe lại đến cổng nhà nghỉ thì sẽ rẽ sang trái. Lúc mà chạy qua luôn cái nhà nghỉ mình ở nằm đây, mình chạy ngang qua luôn, rồi lúc mình vòng lại ha, vòng lại xong mình phải quẹo trái vô đây, tức là mình đã đi ngược chiều. Thì trong cái khi mà đang quẹo trái dĩa trái như vậy nè, thì có cái khả năng là anh Thông đang chạy lên và cái người này chạy trái và dĩa trái, và tối buồn ngủ quá, tại vì đã nói là khuya mà các bạn, thuê nhà nghỉ mà, cho nên buồn ngủ quá, có thể là lúc đó quẹo trái vậy nào tông chết người ta luôn. À, cái này là phải cần hiện trường lại nha các bạn. Ghê quá. Và cái nhà nghỉ đó đã có người cung cấp cho em cái thông tin. À, cái nhà nghỉ đó đó là được gọi là nhà nghỉ Nguyên Thủy nha các bạn. Nguyên Thủy ở ấp cái cày xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì cái đó là cái địa chỉ của cái nhà nghỉ này. Nếu như mà ai ở gần ở đây và là nhân chứng trong cái đêm đó, xin hãy liên lạc cho em nhé. Tại vì chúng ta phải cần rửa oan cho anh Lê Tấn Thông này, không thể nào để cho anh chết oan được các bạn. Hãy liên lạc cho em số điện thoại cộng 1-657-271-6593. Có thể gỡ qua Zalo hoặc là Viber, cái nào cũng được cả. Thì em chỉ cần thêm những cái thông tin đó nữa, càng nhiều thông tin, càng nhiều nhân chứng cho đêm đó càng tốt. Và nếu như mà ai ở ngay cái khu nhà nghỉ này, Nguyên Thủy này, mà muốn giúp cho cái vụ án này thì hãy liên lạc em nhé. Và cho em cần một cái những cái hình ảnh mà nhân chứng cái bữa đó nữa. Thì nếu như mà ai mà ở gần ngay cái nhà nghỉ Nguyễn Thủy này, tức là trên đường ấp cái cây xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đó các bạn, thì nếu như ai ở gần đây mà muốn giúp hỗ trợ để mà rửa oan cho anh Thông thì hãy liên lạc em nhé. Em cần thêm những cái thông tin này để mà giao cho người trách nhiệm, để mà họ có thể giúp anh Thông này để mà rửa oan. Chứ mà không thể nào mà để cho anh Thông chết oan được các bạn. Không có lý do nào mà mình đậu cho xe đó, mà chiếc xe mà nếu mà mình đậu xe đó mà không lẽ người ta chạy tới người ta không thấy hay sao? Đâu có ai khùng ngu đi đến nỗi như vậy các bạn. Cái này là có va chạm xe nhau đàng hoàng, là có khả năng là lúc mà hắn quẹo về, như hắn quẹo dĩa trái như thì xe kia chạy lên thì hắn quất luôn, tông luôn và văng ra. Cho nên cái va chạm mạnh như vậy đó thì mới có khả năng là dẹp cái ốc bên cái chị Linh á, dẹp ốc bên trái nè, các bạn thấy không? Đây nè, các phần báo đăng rõ ràng nha các bạn. Đây cái phần báo nè, tại phiên tòa và qua bệnh án của cơ quan y tế đã thể hiện Linh đã bất tỉnh, phản ứng chậm do chấn thương, dập não trái, cái não trái bên này bị dập luôn.
Vị vớ tinh, tình trạng như thế thì làm sao mà Linh có thể thoải mái do đầu nồng độ cồn? Cái này là hắn thắc mắc. Thì các bạn xem, trên báo cũng đã đăng rồi, bị dẹp não trái, dập não trái luôn. Thì các bạn nghĩ xem cái tai nạn này nặng như thế nào. Và cô Linh này đã bị thương, tới chấn thương tới 63% luôn các bạn. Kinh khủng quá. Và khi mà cái tháng mà tháng 1 là bên phiên tòa đã phán cho anh ta cái tội rồi, nhưng mà anh ta lại thuê, anh ta đã khai rằng bỏ 200 triệu ra thuê luật sư để mà biện hộ cái vụ này cho mình. Các bạn thấy chưa? Mà biện hộ bằng cách gì? Biện hộ bằng cái cách là kêu những người đó dựng lại cái vụ án đó, các bạn thấy không, để kéo thời gian ra. Nhưng cái vụ này chưa có xong đâu nha các bạn. Cho nên chúng ta phải minh oan cho anh Lê Tấn Thông và đòi lại công bằng cho gia đình Nguyễn Huyền Linh, 24 tuổi, tại Vĩnh Long nha các bạn. Thì các bạn thấy đó, hình như theo cái thông tin mà em nghe được á, là anh gia đình của anh Lê Tấn Thông này đó, hình như sau khi anh chết là mấy tháng sau nữa là ba của anh ta buồn quá cũng chết hay sao đó. Thì các bạn nghĩ xem, anh chết quan như thế nào. Mà một cái này mới là ớn lạnh nè các bạn. Cái hồi tối hôm qua chờ, hầu như nói chung là cách đây 6-7 tiếng đi, chờ dừng dạng sáng đó, thì em có một nằm mơ. Nằm mơ cái chuyện rất là lạ lùng luôn. Lúc mà cái thể xác của, không biết cái đó, cái mặt mũi đó có phải là anh của anh Thông hay không, nhưng mà thấy mà ghê lắm các bạn. Lúc mà niệm vô đó là niệm nằm nhưng như vậy nè. Mà các bạn biết á, khi mà những người mà chết oan á, con mắt vậy nè, nó trợn lên, mà vuốt á, không chịu tắt, không chịu nhắm. Thì lúc mà em nằm mơ đó, lúc mà em nằm mơ là thấy nằm như vậy nè, tới vuốt để mà cho nhắm mắt nha các bạn. Thì sau đó mới nhắm. Và lúc đó em bỏ đi rồi, cái tự nhiên cái xác, em có cảm giác là như cái xác này còn sống. Xong rồi em quay lại thấy nhúc nhích cái môi đớ vậy nè, nhúc nhích gì nè các bạn nhé. Đó vậy đó. Cho nên có thể đây là cái khả năng là anh Thông về báo mộng để mà rửa oan. Cho nên còn thêm một cái vấn đề này nữa nè các bạn. Khi mà không biết các bạn còn có tin vào cái tâm linh hay không, ở Việt Nam có rất là nhiều người tài giỏi về kêu hồn, gọi hồn về để mà nói chuyện đó các bạn. Em có quen một người cô, người này hồi xưa làm việc cho mẹ của em, gọi hồn rất là giỏi. Em có chứng kiến cái cảnh đó mà. Nhưng mà cái năm mà, không biết cái năm 2018 hay 19 gì đó, tại mà là lúc nào cũng về Việt Nam hết. Thì lúc em về đó là em thấy cổ lên bàn thờ rồi, cổ chết rồi, cho nên không biết cổ chết năm nào. Và cái cô đó, cái cô làm việc cho mẹ em lúc trước đó, cổ rất là linh, nói về cái lúc mà mẹ em chết rồi, mà trong cái ngày mà tang lễ đó đó, cái tang lễ của đám ma của mẹ em á, thì lúc đó là em không có quay phim hay là gỡ gì đăng lên trên mạng hay gì cả. Nhưng mà mẹ em về báo, về nói với lại cái cô người làm đó đó, là tại sao lúc mẹ chết không chịu mặc áo trắng cho mẹ mà lại mặc đi áo xanh. À các bạn thấy chưa? Cho nên cái cô này có một cái tâm linh rất là linh, làm em mà nổi da gà luôn các bạn. Cho nên cái mà những cái việc mà gọi hồn hay cầu hồn về để mà nói chuyện đó, nếu như mà ai biết được người nào giỏi thì hãy giới thiệu cho em nha. Em muốn cầu hồn anh Lê Tấn Thông này về để mà kể lại cái câu chuyện của năm 2018 tháng 11 ngày 22 khuya đó, tại sao mà chết. Linh hồn là có thật, cho nên anh Giang này phải trả mạng lại cho tôi nha. Các bạn thấy đi, linh hồn về đòi mạng là có thật đó. Nếu như mà không chết oan thì ngày hôm qua em không bao giờ nằm mơ đâu. Giang ơi, hãy đền mạng lại đi Giang ơi, đền mạng lại đi. Các bạn ơi, tôi là Thông, chết oan lắm, hãy cứu tôi đi ơi. Giang ơi, hãy đền mạng lại đi Giang. Các bạn thấy chưa? Tâm linh là có thật 100%, ai không tin thì từ từ sẽ thấy. Cho nên một lần nữa, ai mà có thông tin về những người mà cầu hồn giỏi, chẳng hạn như lúc trước em có hay xem cái người cảm ứng cái gì hàng vậy đó các bạn, rất là hay. Cho nên ai mà biết được những cái người nào mà rất là giỏi về cầu hồn thì hãy liên lạc cho em số phone 1 657 271
6593. Chúng ta phải cùng nhau đưa cái tên Giang này ra ánh sáng, không có cho hắn ta sống vào ngoài vòng pháp luật được. Hắn ta thứ nhất, cái tội thứ nhất là có thể là anh Lê Tấn Thông này đã bị chết oan. Và cái tội thứ hai là đột nhập bưu điện Cầu Voi trái phép. Và cái tội thứ ba là nhận tiền, đã nói lên, đã khai rằng nhận tiền 100 triệu để hại Thiền Am. Ba cái tội này thôi là đủ cho anh ta đi tù rồi nha các bạn. Cho nên những người YouTuber nào mà hiện tại nay đang binh vực cho anh Giang này thì hãy suy nghĩ kỹ lại đi, mình có làm đúng hay là mình làm sai. Nếu như mà mình làm sai thì quay đầu lại vẫn còn kịp. Còn nếu như nghĩ là mình làm đúng, mình binh vực cho cái tên tội phạm này là đúng, thì cứ tiếp tục mà binh vực. Và sau này cộng đồng mạng sẽ thấy cái mặt vỏ của cái mặt bộ mặt thật của Giang này đó. Thì các bạn có thấy là nhục cho mình hay không, nếu như mình đã binh vực cho sai người. Hãy coi đi. Một lần nữa, ai có những cái thông tin về những người cầu hồn thì hãy liên lạc em nha. Và có thêm thông tin về cái ai mà ở gần ở nhà chờ nhà nghỉ Nguyễn Thủy này thì cũng hãy liên lạc em. Số phone của em là +1 657 271 6593. Ai cũng có thể gọi được hết. Nếu như mà gọi em không bắt phone thì để lời nhắn, tin nhắn hoặc cái gì đó để sau khi em rảnh em sẽ gọi lại. Ngày hôm qua sau khi em kêu gọi thì có rất là số phone gọi em và cung cấp một số tài liệu rồi. Em cũng cảm ơn những người bí ẩn đó và cung cấp luôn những tài liệu ở bên vợ của tên cáo tử tham này nữa. Em cảm ơn nhiều lắm nha. Nhưng mà em cần thêm rất 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 là nhiều nữa để mà đưa cái tên này ra, không có cho hắn sống ngoài vòng pháp luật. Cho nên ai có nhu cầu, ai có gì đó mà muốn giúp đỡ trong cái ai ở gần nhà nghỉ Nguyễn Thủy mà muốn giúp đỡ trong cái vụ án này thì hãy liên lạc em nhé. Em xin đa tạ nhiều lắm. Và một lần nữa số phone của em là +1 657 271 6593. Chúng ta hãy cùng nhau đưa tên Giang này ra ánh sáng, không cho hắn sống ngoài vòng pháp luật được. Hắn đã phạm 3 tội rồi nha các bạn. Tội thứ nhất là cái liên quan tới vụ án của Lê Tấn Thông đã chết ha. Tội thứ hai, đột nhập bưu điện Cầu Voi trái phép. Đó, các bạn ai cũng biết cái đó là đã lên báo luôn rồi. Cái tội thứ ba là nhận tiền để mà hại Thiền Am. Ba tội này thôi là đủ hắn chết rồi. Cho nên một lần nữa, những YouTuber nào mà binh vực cho cái tên cáo tử tham này, cái tên Giang Phản Phúc này thì hãy suy nghĩ kỹ lại. Sau này coi mình đừng có mang nhục vào thân nha. Thôi, em xin chào nha. Và nhớ, hãy suy nghĩ kỹ những lời em nói, đó là sự thật. Nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, bấm like, bấm share và bình luận luôn nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và cái này nó hơi ghê một tí xíu. Hôm qua em đọc bình luận á, có nhiều người nói trời ơi làm ghê quá, nổi da gà rồi nè. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nha. Nhớ, hồn ma về đồ mạng, đòi mạng là có thật đấy. Bye bye.